Galaxy Note giá rẻ. Có khá nhiều tin đồn xung quanh việc Samsung sẽ kết hợp dòng Galaxy S và Galaxy Note để thay thế dòng Note cao cấp bằng Galaxy Fold. Tuy nhiên, theo Sam Mobile, Samsung cũng có thể sẽ ra mắt thêm một series Galaxy Note dành cho phân khúc tầm trung. Được biết, thiết bị mà Samsung đang nghiên cứu và phát triển có tên mã là SMN770F, không trùng khớp với bất kỳ dòng sản phẩm nào khác mà Samsung hiện có. Tuy nhiên, nó có mối liên hệ khá thú vị với dòng Galaxy Note là vì dòng nốt được sử dụng mã SMN9 khá tương đồng. Chi tiết này khiến nhiều người tin rằng chiếc smartphone bí ẩn sẽ là một chiếc thiết bị thuộc dòng nốt nhưng với giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, cũng có tin Samsung sẽ đưa dòng Galaxy Fold xuống phân khúc tầm trung để quảng bá rộng hơn công nghệ của hãng. Tại thời điểm hiện tại, người dùng phải bỏ ra từ 950 đô la Mỹ, tương đương 22 triệu đồng, cho Galaxy Note 10 với bút S Pen. Còn Galaxy Fold thì có thể lên tới 50 triệu, tùy theo từng phiên bản. Do đó, không phải ai cũng có điều kiện để trải nghiệm những công nghệ độc đáo này nếu như có thể mang các tính năng cao cấp xuống phân khúc tầm trung samsung sẽ tiếp cận được với một tập khách hàng lớn hơn đồng thời tạo cảm hứng để hãng tiếp tục giới thiệu những tính năng mới trên các dòng cao cấp